Chào các bạn nha. Để mình quay cái anh thợ cưa cây đó các bạn. Thợ cưa cây ảnh hạ cây thúc lốp này nha các bạn. Đó, anh ta đang mở miệng rồi đó các bạn. Đó, anh ta cắt lên kia. Này cái đó là bà con ở trong sắp thôi nghe các bạn. Lốt này già, rất là dai luôn các bạn ơi. Không có lấy đường không? Cây này lâu rồi không lấy nước hả? Cây còn lỗi đẹp quá. Nó lấy nước lâu là cái lỗi nó bị vàng rồi. Cái này còn đen á. Cái lỗi nó hơi vàng vàng, nó già màu vàng là cái đó mắc đường rồi. Cây nó xài không có tốt. Rồi để mình ngồi anh thợ anh cắt cây thúc lốt bên kia nữa mình quay cho các bạn xem nha. Nó giờ anh thợ quay sang đốn cây nó cây này nữa nè các bạn. Anh đang quăng dây lên chảnh anh coi cây thịt ngọn ở đây nghe các bạn. Đó, vô coi các bạn ơi. Em dục lên tới đó đó chứ em dục là nửa cây không lên đó. Thấy vậy đó chứ không dễ đâu. Không biết thôi. Còn thấy quay trực tiếp nữa nha. Quay luôn. Dính luôn. Chắc đồ dính hay gì đó các bạn ơi. Mình thấy lọt vào kẽ rồi. Để coi nó dính không nha. Dính cái gì.
rồi tuột rồi các bạn ơi. À à nó dính dính lại đó các bạn, dính lại đó rồi, dính là dính rồi dính chắc luôn á. Đi cái hút lốt cái kẹ nó có cái kẹ rồi, để anh cưa gốc rồi mình quay cho các bạn xem nha. Đó, mấy anh bên đó gịch dây đấy các bạn, anh thợ anh lại anh chỉ cọc con dây vô đó để hồi mình quay cái cây ngã cho các bạn xem nha. Đó giờ anh thợ lại cưa gốc các bạn ơi. Chị nào em kêu nó kéo nha. Đó bạn. Móc cái miệng nó ra các bạn ơi. Đó. Thì thôi cây thuốc lốt lỗi không các bạn ơi. Già rất là già luôn. Rất là tuyệt luôn các bạn ơi. Vậy màn ăn nó phải có cọ quạt trong đó rồi nói trước mà. Đi. Đó giờ anh ta cắt xíu à, cắt ngang đó cái nữa cho.
đã xong rồi đó các bạn ơi. Nó lắc này nữa. Rồi, được rồi. Không chết cây nào hết trơn ha. Chết cây chuối. Thôi mình tạm biệt các bạn đây nha.